không thể tin nổi được anh em ạ. Huy đang có mặt tại một cái bán đảo vô cùng tuyệt vời. Và nơi đây là một trong những địa danh nằm giữa ba tỉnh, đó chính là Đắk Nông, Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Đó, một con gà gáy cả ba tỉnh nghe chứ không phải là ba huyện nghe nha mọi người nha. Thì xin được chia sẻ và review tới mọi người. Không thể tin nổi rằng nơi đây, tại một trong những vùng núi hoang sơ của khu vực Tây Nguyên, lại có một bán đảo trong xanh, đẹp tuyệt vời, với một cái mực nước giống y chang như là nước biển. Thì mọi người hãy cùng hướng mắt theo phía màn hình camera về phía Huy nhà. Nào, xin mời mọi người. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Dưới chân của Huy là một trong những phiến đá vô cùng rộng nha mọi người nha. Xin mời camera hãy cùng quay phiến đá nào. Phiến đá này rộng cỡ khoảng tầm 1.000m² luôn mọi người. Đó, phiến đá ở dưới mặt đó chính là 1.000m². Tiếp theo nữa là một tảng đá vô cùng to. Một tảng đá vô cùng to mọi người ơi. Nào, rất là lớn luôn nha mọi người này. À chà, mọi người thấy không? Một tảng đá ở dưới là phiến đá khoảng tầm 1.000m². Và đỡ một cái hòn đá to như này. Ở đây có những câu lạc bộ của Sáo Trúc này, câu lạc bộ tình nguyện này. Đấy, là mọi người đã đến đây và để lại những cái kỷ niệm vô cùng tuyệt vời. Và xin mời mọi người hãy cùng hướng mắt về phía xa ngoài kia. Y chang như là nước biển mọi người. Sóng đánh phải không ạ? Sóng đánh cuồn cuộn luôn. Ở đây không chỉ có đá mà còn có cả cát. Và thật tuyệt vời, bản thân Huy cũng không thể tin nổi. Đây là một trong những một cái hồ rất là đẹp. Đó, nếu như bây giờ anh em và mọi người chúng ta có thể xuống đây, hay là dịp lễ, dịp Tết thì có rất nhiều các bạn trẻ về đây vui chơi giải trí. Và thậm chí là bơi và tắm luôn, giống như kiểu tắm biển đấy mọi người ạ. Và Huy nghĩ là trong tương lai không xa, khoảng tầm 1-2 năm nữa, thì bản thân Huy sẽ sở hữu một khu du lịch như thế này, sẽ làm những cái farm vô cùng tuyệt vời. Cùng với đó là thêm một vài cái cano hoặc là một vài cái xuồng máy cho các bạn trẻ về đây vui chơi giải trí thì vô cùng thích hợp. Và nếu như anh em nào và quý nhà đầu tư nào muốn sở hữu cho mình một cái view biển như thế này tại giữa vùng núi Tây Nguyên, hãy nhanh tay liên hệ hoặc là gọi inbox trực tiếp cho Huy qua số điện thoại và hotline. Rất vui khi ngày hôm nay được làm quen và chia sẻ đến toàn thể anh em và quý nhà đầu tư một trong những cái view hồ vô cùng đắc địa tại khu vực của tỉnh Tây Nguyên. Giá trị còn rất là sơ khai, còn rất là rẻ mọi người ạ. Thì mọi người hãy cùng inbox và liên hệ cùng với Huy. Cảm ơn mọi người và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và thân ái nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Cảm ơn mọi người. Và đây chính là bất động sản mà ngày hôm nay em Huy đang muốn chia sẻ và giới thiệu tới toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta được biết rõ. Với tổng diện tích của cái bất động sản này là 3 hecta. Và bất động sản này thì có những cái điểm vô cùng khác biệt, tức là có một cái hòn đá ôm trọn và đua ra ngoài mặt nước như quý anh chị đang thấy. Có rất nhiều bạn trẻ đang bơi lội và đang ngồi trên phiến đá đó. Phiến đá này rộng khoảng tầm 2-3.000m², nó nguyên khối nha anh chị nha, cõng trên lưng một cái phiến đá khác, một hòn đá khác, và có một cái tán cây đổ ra. Mảnh đất này thì thuộc về kiểu là mảnh đất tâm linh anh chị ạ. Nếu như quý anh chị và cô chú nào thực sự thích mảnh này thì nó sẽ phù hợp để về đây tu tập và hành thiền đấy. Mảnh đất thì ôm trọn một bán đảo, đường thì xe ô tô từ trên mặt tiền đường nhựa chạy sâu xuống dưới mặt hồ anh chị nhé. Kết nối giao thông rất là thuận tiện. Và xung quanh ở đây thì có đá, có cát. Trên đất hiện tại thì đang cho thu hoạch là cây cà phê. Mảnh đất rất là đẹp. Phía bên trên quý anh chị và các bạn chúng ta có thể quan sát và nhìn thấy rõ là đất ở đây thì đã bám khu dân cư rồi. Rất là gần dân cư. Khoảng cách kết nối từ đây ra ngoài mặt tiền đường quốc lộ là 4 cây số. Kết nối từ vị trí của lô đất về tới thành phố Gia Nghĩa chỉ mất 40 km nha anh chị nhé. Mảnh đất thì vô cùng đẹp với tổng diện tích là 3 hecta. Anh chị chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ, bám mặt tiền đường nhựa lên đến 70m mặt tiền đường nhựa và chiều sâu khoảng tầm 300m. Diện tích ôm trọn mặt hồ cũng được khoảng tầm 250 đến 300m anh chị nhé. Đó. Tình trạng pháp lý giấy tờ sổ sách của lô đất này hiện tại là đã có trích lục đứng tên chính chủ rồi. Nếu như quý anh chị cô chú chúng ta muốn sở hữu lô này thì có thể là công chứng chuyển nhượng sang tên trích lục, và thời gian sắp tới thì chờ chính sách chủ trương thì chúng ta có thể là làm bìa. Đó, dân cư ở rất là đông.
Đấy, thì nếu như có cô chú anh chị nào chúng ta thực sự có duyên, hữu duyên với mảnh đất thuộc về biển Hồ của Đắk Nông này, thì quý cô chú anh chị chúng ta có thể liên hệ cho em. Tọa lạc của mảnh đất thì thuộc thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Crong Nô, nằm ở giữa ba tỉnh giáp danh với Lâm Đồng và Đắk Lắk anh chị nhé. Hồ Buôn Tô Sa này ngày xưa là sông, cho nên là ở đây không chỉ có đá mà còn có cả cát nữa, giống y chang như là biển Hồ luôn. Một cái mảnh đất thuộc về tâm linh rất là đẹp anh chị ạ. Mua đầu tư mảnh này về có thể là khai thác vận hành về du lịch hoặc là làm nghỉ dưỡng thì vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn chúng ta đã theo dõi video ngày hôm nay của em Huy. Và đừng quên đăng ký kênh của em Huy để đón xem nhiều cái bất động sản tiềm năng giá rẻ trong thời gian sắp tới của khu vực Tây Nguyên nha anh chị nha. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị và các bạn chúng ta ở một video khác.